Đường phố Vũng Tàu ngập nặng sau mưa lớn. Mưa lớn gây ngập, sạt lở núi ở Vũng Tàu. Các tuyến đường tại thành phố Vũng Tàu ngập nặng sau cơn mưa lớn khiến nhiều xe bị chết máy, đi lại khó khăn. Khoảng 10 giờ, mưa lớn đổ xuống thành phố biển khiến nhiều đường như Trương Công Định, 30 tháng 4, Nguyễn Hữu Cảnh. Ngập hơn 20cm, có đoạn nước đến yên xe máy. Nhiều ô tô, xe máy chạy khó khăn, một số người phải dắt bộ vì xe chết máy. Chị Vũ Thị Hòa cho biết đang từ Vũng Tàu về thành phố Bà Rịa, khi đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thì không thể vượt qua đoạn ngập tới đầu gối. Tôi và rất nhiều người phải rất bộ một quãng xa. Thoát được ngập phải khởi động xe gần 20 phút mới nổ máy, chị Hòa nói. Tại các điểm ngập, nhiều công nhân, kỹ thuật của công ty cổ phần khoa học, công nghệ Việt Nam Bu túc trực vớt rác, lật tấm đan thoát nước để khơi thông dòng chảy. Cơn mưa lớn kéo dài khiến nhiều đường ở thành phố Vũng Tàu ngập sâu đất đá trên núi sạt lở xuống đường Hạ Long, Trần Phú, ảnh hưởng người dân, ngày 20 tháng 10. Khoảng 11 giờ 30 phút, nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố Vũng Tàu như Lê Hồng Phong, đường 30 tháng 4, Lê Lợi, Hoàng Hoa Thám, bị ngập nặng. Một số chỗ ngập hơn 30cm, nước rút chậm khiến xe chạy khó khăn. Bị bõm dắt xe qua điểm ngập, chị Lê Hoài Nương, ở phường 5, cho biết để tránh các điểm ngập, chị chạy lòng vòng hơn 20 phút trên quãng đường gần 5 km. Khi gần đến chỗ làm trên đường Lê Hồng Phong, xe gặp đoạn ngập sâu, chết máy. Gần đó anh Nguyễn Trí, nhà trong hẻm phường 4, đang kê đồ đạc lên cao khi nước tràn vào nhà. Cơn mưa to kéo dài nửa giờ, nước không thoát kịp, tràn vào nhà ngập 30cm, khiến một số đồ đạc bị ướt, hư hỏng. Anh nói và cho biết xe máy để ngoài sân chưa kịp đưa vào bị ngập nước, không thể khởi động. Mưa lớn cũng khiến triển núi nhỏ trên đường Hạ Long phường 2, thành phố Vũng Tàu sạt lở vào chiều nay. Một đoạn tường dài gần 20 m cao 2 m ở đầu hẻm 66 bị sập, nhiều khối đất đá tràn xuống đường Hạ Long, không gây thương vong, song hai xe máy bị đất đá vùi lấp. Chính quyền căng dây cảnh báo, huy động xe múc đến thu dọn, đưa xe máy ra ngoài. Theo đại diện chính quyền, việc giải phóng đống đất đá không thể làm ngay vì khu vực đã no nước, đào bới sẽ khiến đất sạt xuống. Sự cố khiến các hộ dân ở hẻm trên triền núi không thể đi xuống. Họ chỉ có thể đi bộ tới bậc tam cấp sát cơ sở kinh doanh gần đó để ra đường Hạ Long. Cách đó hơn 4 km, trên đường Trần Phú phường 5 đoạn chạy ven biển, một tảng đá nặng hàng chục tấn ở độ cao 5 mét trên triền núi lớn bị sập xuống. Khu vực này không có nhà dân, thời điểm sạt lở mưa to vắng người chạy qua nên không xảy ra thương vong. Ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc Đài khí tượng Thủy Văn Bà Diện, Vũng Tàu, cho biết áp thấp ở Biển Đông gây mưa lớn tại thành phố Vũng Tàu về chiều và tối. Tổng lượng mưa từ đo được trong 24 giờ qua hơn 98 mm. Mưa sẽ giảm từ chiều hôm nay và những ngày tiếp theo do rãnh áp thấp dịch dần về phía miền Tây. Theo ông Tài, lượng mưa này tại thành phố Vũng Tàu chưa lớn và không bất thường. Tuy nhiên, thành phố ngập sâu do đô thị hóa nhanh, hệ thống thoát nước không đáp ứng được. Mấy năm nay, Vũng Tàu mưa trên 50mm đã ngập một số nơi, ông Tài nói. Hiện, thành phố ghi nhận 10 điểm ngập khi mưa lớn. Bạn thấy sao về video này? Nếu thấy hay hãy like và subscribe để nhận được thông báo ngay khi có video mới nha. Cảm ơn các bạn đã đi cùng vòng quanh thế giới.